Máy Massage điện đóng từ hồ 2024 thì có những dòng máy nào? Rồi xin xin chào bà con ha. Trên thị trường thì có rất là nhiều dòng máy đóng từ hồ, hàng chính hãng, hàng trôi nổi. Bên cạnh đó còn có những cái hàng mà tồn kho đời cũ thì giá nó rất là nhiều. Còn hiện tại hàng chính hãng thì chỉ có hai mẫu này thôi. Cái máy xài pin thường là 1.800.000, còn cái máy xài pin sạc là 2.200.000. Thì giống nhau và khác nhau chỗ nào? Cái phụ kiện giống nhau là nó sẽ có 8 miếng dán nhỏ, 2 miếng dán lớn và 2 miếng lót chân là giống nhau. Cái độ mạnh là giống nhau, xài cùng một lúc được tối đa 4 miếng dán cũng giống nhau luôn. Vậy khác nhau thì cái pin thường nó sẽ cái kiểu cổ điển hơn, nó không có màn hình ha. Đặc biệt là phù hợp với ông bà mình lớn tuổi nè. Và khi xài hết hai viên pin mình bỏ ra, mình thay pin mới vào thì máy này khá là bền, bảo hành 3 năm thì xài được khá là bền ha. Tại khi pin hư á mình bỏ ra rồi nên là cái máy nó rất là bền. Còn cái máy pin sạc thì dành cho những người trẻ trung, đặc biệt là người làm việc văn phòng nè, và bà con mình Việt kiều ở nước ngoài rất là thích dòng này. Tại vì không phải bỏ pin ra, cứ sạc giống như là sạc điện thoại. Cô chú anh chị thấy nó rất là đẹp ha, và thời trang. Thì cái máy pin thường á là chúng ta điều khiển lớn 4 miếng dán, nó sẽ mạnh cùng mạnh, yếu cùng yếu. Còn cái này thì chúng ta sẽ điều khiển được 2 miếng mạnh và 2 miếng yếu riêng biệt nha. Thì cái này màn hình nó rất là đẹp ha. Đó, cái này là tăng giảm cho cái bên phải và tăng giảm cho cái miếng bên trái. Và chúng ta có 6 cái chức năng trên đây. Máy này là máy bình thường ha. Rồi cái đây là máy bình sạc của chú anh chị ha. Cái máy bình thường là chúng ta chỉnh lớn nhỏ bên đây, cái volume lớn nhỏ. Và có 2 chuôi cắm. Và ở đây là nút mod, có 3 chức năng A, B, C. Và thời gian là 10 phút, 20 phút, 40 phút tự nghỉ. Còn ở bên đây chúng ta sẽ cũng có 2 cái chuôi cắm cho hai cặp dán là thành 4 ha. Rồi sạc là ở phía sau đây. Và chúng ta điều khiển bằng mấy cái nút mod này.